chờ, nghe Cát hồng trước khi đi lại như băng đe dọa, khóe miệng Diệp Thần lộ ra một tia cười lạnh. Một trận quyết đấu phong vân chấm dứt, vốn tưởng rằng không có hồi hộp, lại đánh tuyệt luân đặc sắc, thực tập đệ tử nghịch tập, chẳng những đánh bại đệ tử đứng đầu địa dương phong, còn công nhiên khiêu khích Cát hồng, khiến cho toàn bộ địa dương phong đều mặt mũi quét sạch. Trận chiến này, nhất định Diệp Thần ở hàng nhà tông mới xuất hiện, cũng nhất định hắn sẽ trở thành trà dư tử hậu đàm tư. Các ngươi không thấy, triệu long thiếu chút nữa bị diệp thần một kiếm đập chết. Địa dương phong tức giận muốn giết người ngay tại chỗ, ngươi là không nhìn thấy khuôn mặt già nua của hắn đâu. Điều này không khoa học, trên thiên dương phong, trung lão đạo giống như một cái giường nằm trên ghế ngồi, nghe được đệ tử hồi báo, không khỏi ngồi dậy, trên khuôn mặt mập mạp, còn có vẻ kinh ngạc. Triệu long thua. Trên nhân dương phong, thanh dương chân nhân đang ngồi thiền nghe được tô tâm nguyệt bẩm báo, cũng không khỏi kinh ngạc mở hai mắt ra, kết cục ngoài dự liệu của hắn. So với thiên dương phong cùng nhân dương phong, tiếng quát giận dữ của cát hồng ở địa dương phong đã truyền khắp ngọn núi. Phế vật, đều là phế vật. Mặt dài âm trầm, cát hồng nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Mà dương phong của ta, đều bị các người vứt hết, phía dưới, đệ tử địa dương phong im hơi lặng tiếng, nhìn thấy cát hồng nổi trận lôi đình, không dám thở dài một tiếng mà giờ phút này diệp thần khiến cho trận sóng gió nhỏ này giờ phút này đang trốn ở trong rừng rậm phía sau núi kiểm kê chiến lợi phẩm của mình đây cái gọi là chiến lợi phẩm tự nhiên là túi đựng đồ cắt hồng cho hắn trong túi đựng đồ chất đống từng khối đá trong suốt bên kia là linh thạch chính là tu sĩ thông dụng tiền tệ bên trong phong ấn linh khí dồi dào có thể dùng để mua đồ cũng có thể dùng để tu luyện năm trăm linh thạch đếm kỹ số lượng linh thạch trong túi đựng đồ diệp thần vẫn là hơi có chút kinh ngạc thầm nghĩ cắt hồng đại thủ bút. Phải biết rằng, ở hàng nhạc tông ngoại môn này, mỗi một tháng đệ tử cũng chỉ có thể lĩnh được 20 khối linh thạch, 500 linh thạch này đối với Diệp Thần mà nói, coi như là một khoản tài phú không nhỏ. Dô! Nhẹ nhàng bóp nát một khối linh thạch, Diệp Thần tham lam hít vào tinh thuần linh khí tràn ra, bổ sung tiêu hao mà đại chiến mang đến. Liên tiếp hấp thu hơn 10 khối linh thạch tinh thuần linh khí, Diệp Thần mới thu túi đựng đồ, nhưng là vẻ mặt trầm ngâm, phong vân đài, hắn đã triệt để chọc giận Cát Hồng. Hắn tuy rằng đến hàng nhạc tông không lâu, nhưng đối với Cát Hồng làm người vẫn là nghe không ít, người kia chính là một cái có thủ tất báo chủ. Xem ra cuộc sống sau này cũng không dễ chịu lắm, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Diệp Thần có chút đau đầu. Hoàng hôn Tây Sơn, Diệp Thần mới lặng lẽ từ sau núi đi ra, trở lại tiểu linh viên. Thương thế của Trương Phong Niên và Hồ A đã cơ bản khỏi hẳn, chỉ là linh thú tên là tiểu ưng kia, tình huống không mấy lạc quan, rất nhanh, Nồi sắt lớn dựng lên, hừng hực liệt hỏa thiếu đốt, diệp thần đem huyết lang săn giết suốt hầm một cái nồi lớn, hương khí mê người tràn ngập toàn bộ tiểu linh viên. Ta đã lâu không thấy qua nhiều thịt như vậy, hồ oa à không chỉ một lần lau nước miếng, nói xong còn không quên nhìn thoáng qua tiểu ưng bên cạnh trông mong nhìn nồi sắt, hắc hắc cười nói. Tiểu ưng, hôm nay ngươi có thể ăn một bữa no rồi. Thằng nhóc, ngươi hôm nay. Một bên, Trương Phong Niên nhìn về phía Diệp Thần, cũng là muốn nói lại thôi hôm nay ta không sao đâu cười tiêu sái diệp thần không ngừng đưa nguyên liệu vào nồi sắt cũng là đối với chuyện phong vân đài hôm nay một chữ cũng không đề cập tới không không có gì là tốt không có gì là tốt trương phong niên ôn hòa cười nhưng trong mắt lại mang theo lo lắng thật sâu diệp thần đại chiến triệu long chuyện náo loạn huyên náo hắn dường như cũng ít nhiều nghe nói một ít ít nhiều có trước ngoài ý muốn nhưng là trong lòng ấm áp không ngừng chưa từng nghĩ tới chính mình cứu một người không liên quan, dĩ nhiên cam nguyện vì hắn xuất đầu, không tiếc công nhiên khiêu chiến uy nghiêm của Cát Hồng. Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Phong Niên còn có một loại bí ý, hắn từng là trưởng lão của hàng nhà Tông, nhưng từ sau khi bị giáng chức xuống núi, tình hình thê thảm cỡ nào, sư huynh đệ năm xưa khinh thường hắn, ngay cả đệ tử hậu bối cũng cách năm lần liệt đến tìm phiền toái. So với sư huynh đệ của hắn cùng những đệ tử hậu bối khi sư diệt tổ kia, diệp thần trước mắt hắn thật sự là cùng bọn họ tạo thành đối lập rõ ràng thôi nào ăn đi diệp thần ở một bên hiển nhiên không chú ý tới biểu tình của trương phong niên biến hóa đã vớt ra thịt sói hầm xong đã sớm không đợi được hắc hắc tiểu ưng hối này là ngươi ăn nhiều một chút bổ sung một bữa tiệc tối mồ hôi đầm đìa huyết lang chính là yêu thú cả người đều là bảo vật dùng để hầm canh chính là đại bổ nuôi dưỡng công thể đặc biệt là đối với loại trương phong niên và hồ a à này sau khi ăn xong cả người chỉ cảm thấy nóng hổi bốc lên tiểu linh viên ban đêm cũng không yên tĩnh bữa tối đã đến một nửa liền nghênh đón một vị khách nhân xinh đẹp người tới là một nữ đệ tử áo trắng phiêu diêu tắm rửa ánh trăng trong trẻo không rảnh, trên gương mặt luôn treo sự lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm nhìn kỹ cũng không phải là tô tâm nguyệt ban ngày ở dưới phong vân đài quan chiến sao dô tô sư tỷ là gió gì thổi người tới. Diệp thần không có đi xem tô tâm nguyệt, một bên vớt lên một khối thịt sói, lời nói càng là không mặn không nhạt. Đối với diệp thần loại này không mặn không nhạt trả lời, tô tâm nguyệt thần sắc trầm một phần, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, không có phát tác tại chỗ. Sư tôn mời ngươi vào môn hạ dương phong người ta. Tô tâm nguyệt lời nói trong vắng, nói xong còn không quên đem một phong thư cách không gọi tới. Nếu là đồng ý, ngày mai liền có thể đến dương phong người ta. Tô Tâm Nguyệt tuy rằng nói bình thản thanh lãnh, nhưng trong lòng lại nghẹn một cỗ tức giận. Nàng là ai? Nàng chính là một đóa hoa tươi của hàng nhạc tông ngoại môn, điện tử đóng cửa đứng đầu nhân Dương Phong, cũng là hôm nay ở phong vân đài vị diệp thần một phen thuyết giáo, hết lần này tới lần khác sau khi trở về Thanh Dương. Chân nhân lại để cho nàng truyền lời. Nhân Dương Phong mời, thật sự là làm cho ta thụ sùng nhược kinh. Lời nói đã đến, ngươi tự làm, tô tâm nguyệt không muốn ở lại lâu lưu lại thư từ liền xoay người rời đi lúc sắp đi ra khỏi tiểu linh viên nàng lại dừng bước liếc mắt nhìn diệp thần còn đang lăng thôn hổ ít đừng tưởng rằng đánh bại triệu long liền thiên hạ vô địch ngươi phải biết hằng nhạc tông có thể diệt đệ tử của ngươi rất có người ở đây xa tâm quá nặng ngươi cuối cùng khó thành chính quả sau khi nói qua tô tâm nguyệt như một trận gió mát biến mất ở cửa nàng rời đi vẫn không để cho diệp thần có một chút thay đổi vẫn như trước lăng thôn hổ ít gặm thịt sói tiểu tử kia nhân dương phong chính là một trong tam đại chủ phong ngoại môn vẫn là đi đi chớ bỏ lỡ tiền đồ nhẫn nhịn là qua trương phong niên lời nói ôn hòa chính là thật lòng suy nghĩ cho diệp thần tiền bối ta hiểu diệp thần cười ha hả nói xong còn không quên sờ sờ miệng đầy vết dầu mỡ rất nhanh cửa tiểu linh viên lần thứ hai mở ra lúc này đây đi vào chính là một đệ tử áo trắng phong độ nhẹ nhàng tu vi đã ngưng khí tầng thứ sáu tuy rằng chỉ có tranh lệch một tầng nhưng hắn so với triệu long mạnh hơn rất nhiều người này chính là đệ tử đóng cửa đầu tiên của thiên dương phong vệ dương chính là người đánh bại triệu long vệ dương khẽ lai quả đi vào nước mắt nhìn trương phong niên một cái hí ngực nhìn về phía diệp thần được rồi diệp thần vốn còn tưởng rằng vệ dương này thật sự là người như bề ngoài nho nhã lễ độ như vậy nhưng lời này vừa ra khỏi miệng liên lam cho ấn tượng của hắn đối với vệ dương giảm đi rất nhiều hắn nhìn như phong độ nhẹ nhàng nhưng trong lòng cũng là cái loại đạo mạo ngạn nhân chủ. Không biết sư huynh đêm khuya đến thăm, cái gọi là chuyện gì, lời nói của Diệp Thần vẫn không mặn không nhạt như trước, đối với loại người này, hắn cho tới bây giờ đều là lười phản ứng. Cũng không có đại sự gì, chính là giúp sư tôn truyền lời, sư tôn lão nhân ra nói, ngươi có thể làm đệ thử thiên dương phong. Khóe miệng vệ dương thấm ướt ý cười, khẽ lay động quạt gấp, nhưng cầm lại nâng lên cao, một bộ tư thái tự xưng là cao nhân nhất tầng ừ diệp thần chỉ là tùy ý trả lời một tiếng liền có vùi đầu nhét thịt sói vào miệng diệp thần loại tư thái này vệ dương không giận không tức chỉ là đùa dẫn cười một tiếng liền xoay người đi về phía cửa chỉ là lúc sắp ra khỏi cửa hắn cũng giống như tô tâm nguyệt nhìn đầu lết diệp thần một cái người đã không biết trời cao đất rộng chọc vào địa dương phong đừng không biết cất cãi người phải biết trong mắt thiên dương phong ta người cái gì cũng không phải nói xong vệ dương khẽ lay động quạt gấp cất bước đi ra cửa vệ dương đi rồi diệp thần chính thức buông bát đũa xuống tiểu tử ngươi trương phong niên còn muốn nói cái gì đó nhưng là bị diệp thần nói chuyện cắt đứt tiền bối ta biết ngươi muốn nói cái gì diệp thần lau vết dầu mỡ bên miệng cười nói ta làm sao không muốn tìm một chỗ dựa vững chắc nhưng ngài cũng thấy được bọn họ từ trong xương cốt liền khinh thường ta nếu ta lại liếm mặt đi làm đệ tử của bọn họ, đó không phải là tự tìm không thú vị sao? Hồ, Trương Phong Niên im lặng, lại thở dài một tiếng. Chuyện trong môn phái, ta nhìn rất thấu, Diệp Thần mỉm cười, tiếp tục nói. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, tràn ngập hiểm ác, ta mặc dù là một cái thực tập đệ tử, nhưng ta tình nguyện không vào tam đại chủ phong. Tận lực là tốt rồi, chớ có khổ mình, tiền bối dạy bảo, phản bối ghi nhớ trong lòng. đêm khuya, diệt thần lại vụng trộm lèn ra khỏi tiểu linh viên, tìm một mảnh rừng rậm xanh biếc, diệt thần liền khoanh chân ngồi ở trên một khối cự thạch. rô, rô, rất nhanh, thanh âm xương cốt va chạm vang lên. ba canh giờ vận thiên luyện thể, làm cho cả người hắn thoát lực, mồ hôi nóng đầm đìa, nhưng cũng dần dần thích ứng với loại đau nhức xé thân này. luyện thể được chỗ tốt cũng là rất rõ ràng, diệt thần thật sâu cảm nhận được mỗi khi vận chuyển một tuần trời phần thiên bí pháp, thân thể sẽ trở nên tinh túy một phần, trong cờ bắp tiềm tàng lực lượng, làm cho hắn hưng phấn. Tinh lực tiêu hao hầu như không còn, diệp thần tắm rửa dưới ánh trăng tinh huy, cá voi nuốt trầu hút linh khí tinh thuần trong núi, một canh giờ sau, lúc này mới nhảy xuống cự thạch, kế tiếp tu luyện, chính là thú tâm nộ cận chiến, phối hợp với thân thể cường đại, lực lượng công kích cũng theo đó trở nên cường hoành bá đạo. Đợi đến khi Diệp Thần thu khí tức, Đông Phương đã hiện ra một tia hồng hà, sáng sớm linh khí là nồng đậm nhật cùng nguyệt luân phiên tinh hoa giờ phút này tinh thuần nhất đợi đến khi diệp thần đi lên linh sơn hàng nhạc tông đệ tử hàng nhạc tông đã có rất nhiều đi ra khỏi động phủ của mình diệp thần khi đệ tử ngồi xếp bằng trên tảng đá nuốt chừng linh khí nhìn thấy diệp thần sau đó liền nhao nhao ném tới ánh mắt khác thường giờ phút này rất nhiều người không dám khinh thường đệ tử thực tập mới tới không lâu này nữa trận chiến hôm qua đánh ra uy danh của hắn công nhiên khiêu khích tọa đầu dương phong biểu hiện bản tính hắn không ăn thủ loạn cường ngạnh. Tư tử này là một trận chiến thành danh, bất quá sau đài cuộc sống, cũng không dễ chịu lắm. Lén lút, có rất nhiều đệ tử âm thầm nghị luận, hướng về phía diệp thần chỉ trỏ. Cắt hồng là ai, có thể dễ dàng tha cho hắn. Ta nghe nói, cắt hồng để cho đệ tử chân truyền tiếp theo xuất quan trước, tuyên bố muốn đánh tàn diệp thần. Phải không, vậy lần này có một vở kịch hay để xem nương theo bốn phía bàn tán bàn tán diệp thần lưng kiếm nhẹ nhàng đi qua nhưng thính giác kinh người hắn làm sao bắt được không được một ít tin tức hữu dụng đệ tử chân truyền trong mắt hiện lên một đạo tinh quang diệp thần biết mấy đại kế tiếp rất khó bình tĩnh tuy rằng đến hàng nhà tông không lâu nhưng đối với tính cách cắt hồng vẫn nghe được rất nhiều có thủ tất báo dùng mọi thủ đoạn có thể giải thích rất tốt bản tính cắt hồng phía sau nhất định là cuồng phong bão táp trả thù xem ra phải nắm chặt tăng thực lực lẩm bẩm một tiếng diệp thần bước nhanh hơn rẽ mấy cái vòng lớn diệp thần ở trước một tòa gác xếp rừng chân gác xếp khổng lồ chừng vạn trượng phương viên khí thế hào hùng hùng vĩ ở đây chính là một biểu tượng trên cửa trao một tấm biển vạn bảo các vạn bảo các nói trắng ra chính là một cái cửa hàng của hàng nhạc tông nơi này bán ra đủ loại đồ đạc linh thảo linh dịch linh quả linh ngọc huyền thuật công pháp linh khí những thứ này đều có tất cả đều là đối với tu sĩ hữu dụng đồ đạc. Ngoại trừ những thứ này, nơi này còn có rất nhiều thứ kỳ lạ cổ quái, nghe nói đều là bảo bối, là thật hay giả sẽ không biết. Đệ tử Hàng Nhạc Tông có thể lấy linh thạch ở chỗ này mua đồ, tự nhiên cũng có thể cất đồ đạc của mình tới nơi này bán, trước kia chính Dương Tông cũng có cửa hàng môn phái tương tự, xinh ý rất đỏ lửa. Không biết vạn bảo các của Hàng Nhạc Tông này có bảo bối hay không. Nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, Diệp Thần cất bước đi vào. Tọa trấn vạn bảo các chính là một lão nhân bụng to liền đầu to tai to, hàng nhạc người xưng là biển khổng lồ, cùng linh khí các chu đại phúc bất đồng chính là, gã này mắt to tròn tròn, nhìn ai cũng là lấp lánh hữu thần, ai nếu ở chỗ hắn trộm đồ, vậy tuyệt đối trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Chào trưởng lão! Diệp thần đi vào cung kính hành lễ. Ừm, tùy tiện nhìn, ngực hải vương khổng lồ, giống như một si lạc Phật, hai mắt lấp lánh có ánh sáng, tiểu qua cũng đừng trộm đồ. Đệ tử nào dám đâu, Diệp thần cười, đi sâu vào trong. Bên trong vạn bảo các rất lớn, khắp nơi đều có thể ngửi được mùi hương linh thảo cùng linh quả, lướt mắt một cái đảo qua, Diệp thần đã thấy được rất nhiều bảo bối bất phàm, nhìn chính là hai mắt hắn thẳng tắp bốc lên tinh quang. Hỏa liên hoa Diệp thần hai mắt tỏa sáng nhìn một gốc hoa sen, mặt trên tựa như là đốt cháy hỏa diễm, một cổ tinh thuần hỏa thuộc tính khí tức trận trận nhào tới, càng có nồng nặc linh ngực quanh quần bên trên ẩn chứa tinh thuần linh nguyên liếm liếm môi diệp thần nhìn lướt qua giá cả của diệp thần rồi lại không khỏi nuốt một ngụm nước miếng năm trăm linh thạch diệp thần lắc lắc đầu dưa không nỡ rời đi trong ngực hắn có linh thạch không sai nhưng nhiều nhất cũng chỉ hơn một ngàn một chút tuy rằng linh lực diệp thần kinh người nhưng cũng không nỡ đi mua đi vài bước ánh mắt diệp thần không ngừng bị hấp dẫn nhân nguyên thảo bích dương hoa từ đằng sâm. Từng gốc cây linh khí bồng bột bồn linh thảo, nhìn Diệp Thần trực tiếp nuốt nước miếng, nếu là đem những thứ này linh thảo toàn bộ nuốt, ở luyện hóa, tu vi nhất định đại tăng. Chỉ là cái giá này. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thần đã không đành lòng nhìn giá cả, càng nhìn càng đau. Hắn vốn cho rằng mang theo hơn một ngàn linh thạch đã là tổn thất một khoản tài phú nhỏ, hiện tại xem ra, hắn thật sự là suy nghĩ nhiều, tại vạn bảo các này, điểm linh thạch này của hắn thật đúng là không tính là cái gì kế tiếp diệp thần du ngoạn dạo gần một canh giờ chuyên bán linh khí một mảnh khu vực kia bị hắn trực tiếp không để ý thiên quyết ở trong tay hắn thật sự là chứng mắt những linh khí khác đi tới khu vực công pháp huyền thuật diệp thần tham lam cầm lấy một bộ cổ quyền chỉ là để cho hắn thất vọng chính là nơi này đều là cơ bản nhất ngự khí huyền thuật đối với hắn mà nói đích xác có cũng không có cũng không ngọc linh dịch trong góc vạn bảo cát diệp thần cầm lấy một bộ cổ quyền tàn phá mặt trên viết bốn chữ lớn ngọc linh cổ quyền trong lòng có một tiên nghi hoặc hắn mở ra trang đầu tiên cũng là hơi có chút kinh ngạc bởi vì trong trang đầu tiên của ngọc linh cổ quyền ghi lại chính là phương pháp luyện chế ngọc linh dịch vạn bảo các ngay cả cái này cũng bán không trách diệp thần kinh ngạc chủ yếu là ngọc linh dịch này giống như linh thạch không chỉ ẩn chứa linh lực cũng có thể coi như tiền tệ sử dụng chính là thứ mà đệ tử hàng nhạc tông ngày thường tu luyện không thể thiếu cho tới nay ở hàng nhạc tông ngọc linh dịch đều là độc quyền đều là tông môn thống nhất phát hành diệp thần vốn tưởng rằng phương pháp luyện chế ngọc linh dịch tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài chỉ là lúc này phương pháp luyện chế ngọc linh dịch này liền đặt ở chỗ này chẳng lẽ không sợ đệ tử trộm học đi diệp thần gãi gãi đầu không khỏi lướt mắt nhìn giá cả ngọc linh dịch này nhất thời một trận ngạc nhiên kéo được đi phương pháp luyện chế ngọc linh dịch chân quý như thế nào chỉ bán 20 linh thạch. Diệp thần lần thứ hai đem ánh mắt đặt ở trên cổ quyền trong tay, không hiểu sao cho rằng ngọc linh cổ quyền này chính là hàng giả. Lúc này, biển khổng lồ bên ngoài vặn vẹo thân thể mập mạp đi tới, thấy Diệp thần cầm ngọc linh cổ quyền ngây ngốc, liền tò mò hỏi một câu. Tiểu tử kia, người đối với ngọc linh cổ quyền cảm thấy hứng thú. Diệp thần lắc lư lấy lại tinh thần, gãi gãi đầu, cười hỏi. Trưởng lão, Ngọc linh cổ quyền này giá cả có đúng hay không đánh sai? Làm sao có thể? Vậy phương pháp luyện chế ngọc linh dịch này đáng giá hai linh thật. Cổ quyền này giá trị đích xác rất cao, bất quá tu sĩ bình thường muốn nó vô dụng. Đây là vì sao? Luyện chế ngọc linh dịch là cần thiên địa sinh sôi lửa, tối thiểu cũng cần địa hỏa. Tu sĩ bình thường muốn nó không có tác dụng gì, bọn họ lại không có địa hỏa, khổng lồ hải chéo lỗ tai. Nói, hàng nhà tông chúng ta chỉ có một đạo địa hòa bị phong ấn ở linh đan các, được lão bất tử từ phúc kia tôn sùng làm bảo bối, linh đan các của hắn so với vạn bảo các ta kiếm tiền nhiều hơn. Địa hòa, diệp thần ánh mắt sáng ngời, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu. Vậy dùng chân hòa có thể lệm chế không được. Nghe vậy, khổng lồ biển quay đầu, đôi mắt to lấp lánh hữu thần giống như nhìn ngu ngốc nhìn diệp thần, chỉ là một ánh mắt, diệp thần liền hiểu không khỏi cười một tiếng, hắn không hỏi gãi gãi đầu, cảm giác vấn đề mình hỏi là có chút ngu ngốc. Địa hòa cùng chân hòa đều là thiên địa sinh sôi nảy nở hòa diễm, nhưng luận đến đẳng cấp, địa hòa cùng chân hòa kia cũng không phải cùng một cấp bậc, địa hòa có thể luyện chính ngọc linh dịch, huống chi là chân hòa mạnh hơn nó. Trưởng lão, ngọc linh cổ quyền này ta muốn. Đem ngọc linh cổ quyền nhét vào trong ngực, diều thần lập tức móc ra 20 khối linh thạch. Vậy ngươi tiếp tục nhìn, đừng ăn cắp, tiếp nhận linh thạch khổng lồ hải nói xong liền bỏ đi. Khổng lồ hải đi sau đó, Diệp Thần trong lòng không khỏi có chút kích động nhỏ, hắn có chân hỏa, đã có tư cách luyện chế ngọc linh dịch, chỉ cần cẩn thận lĩnh ngộ luyện chế pháp môn, nhất định cũng có thể luyện ra ngọc linh dịch. Trong nháy mắt, hắn phảng phất đã thấy được từng bình ngọc linh dịch ở trước mắt đắc lư. Tâm tình không tệ, Diệp Thần vừa muốn xoay người, nhưng chân hỏa trong cơ thể hắn liền hơi rung động một chút. Có bảo bối. Đây lấy niệm đầu tiên trong đầu Diệp Thần, lúc trước ở lĩnh linh khí, chân hỏa trong cơ thể hắn liền xung động, cho nên hắn lựa chọn thiên quyết, sau khi nhận chủ đạt được bí pháp phần thiên lợi thể. Từ đó về sau, hắn liền có một loại suy đoán, đó chính là chân hỏa huyền dị trong cơ thể hắn, có năng lực nhận dạng bảo bối. Có thể làm cho ngươi coi trọng, bảo bối kia nhất định bất phàm. Diệp Thần vỗ vỗ bụng, hai mắt như đuốc, đảo qua mỗi một món đồ trên kệ bày ra thẳng đến một cái tử kim hồ lô chứa vào mắt hắn, chân hỏa kia mới rung động mạnh một chút. Không cần phải nói, chính là ngươi, tập trung bảo bối, diệp thần xài bước vượt qua, đem tiểu hồ lô nắm trong tay. Hồ lô nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay người lớn, hiện ra màu tím vàng, có chút cũ nát, ngoại trừ bốn mặt khắc mấy đạo phù văn không hiểu, cũng không có gì kỳ lạ, nhưng mà, diệp thần biết, bảo bối chân chính, là không thể nhìn bề ngoài, thiên quyết của hắn, bán tướng không phải cũng không nhỏ giọt sao. Hết lần này tới lần khác chính là một thanh trọng kiếm, lại ẩn chứa bí pháp phần thiên khủng bố. Dô, nhẹ nhàng nhổ bỏ hồ lô tắc, Diệp Thần nhắm một con mắt nhìn về phía trong hồ lô nhỏ, cũng là kinh ngạc phát hiện bên trong dĩ nhiên tự thành một giới, không gian rất lớn, lắp hơn 10 bình nước vẫn là không thành vấn đề. Nếu nhìn chúng nó, bởi vì nó có không gian lớn bên trong. Diệp Thần liếc mắt nhìn chân hỏa của Đan Hải, chân hỏa tựa như có linh tính, rung động một chút tin tưởng ngươi diệp thần không có do dự nhìn về phía hồ lô này đánh dấu giá cả khóe miệng nhất thời không khỏi giật giật ta nhỏ một cánh ngoan ngoãn một ngàn ba trăm linh thạch táng gia bại sản cũng không buồn nổi diệp thần miệng đầy líu lưỡi nhưng chân hỏa cũng là liên tục tung động tiểu tử ngươi coi trọng hồ lô nhỏ này khổng lồ biển thật sự là xuất quỷ nhập chủ xuất hiện ở phía sau diệp thần dĩ nhiên không có phát ra bất luận cái gì âm thanh thế cho nên dọa Diệp Thần giật nảy mình. Diệp Thần cười ha hà, có chức ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái kia, bàng trưởng lão, ngươi tiểu hồ lô này có thể tiện nghi một chút hay không? Vậy không được, tử kim hồ lô này bên trong thành không gian, 1.300 linh thạch, đã rất tiện nghi rồi. Như vậy, Diệp Thần vẻ mà tiếc nuối. Thấy Diệp Thần lộ ra tư thái quẫn bách như vậy, biển khổng lồ kia cất tay lên, hỏi. Người có bao nhiêu linh thạch? Một ngàn một. Thiếu hai trăm thì sao? Người có muốn lấy thứ gì khác không? tiếp lại không? Nghe vậy, Diệp thần ho khan một tiếng, hướng khổng lồ hải bên kia tiến lại gần, sau đó từ trong túi đựng đồ rách ra một cái bình nhỏ màu đen. Đây là thứ gì? Khổng đại hải tiếp nhận bình nhỏ màu đen, sau đó mở nút chai ra, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng người người, nhất thời, gã này bị sạc, cuống quyết chặn nút chai đồ vật nhỏ, đây chính là độc hoàn, bị sạc một chút, biển khổng lồ thổi dâu trừng mắt. Người lấy đâu ra thứ quỷ quái này? Nhạt lên. Diệp thần sờ sờ chóp mũi, cho tiểu hắc bình khổng lồ biển, là từ gù lưng lão giả kia lấy được, tuyệt đối là thượng phẩm trong độc dược, hắn cũng thật sự không có gì có thể lấy ra, chỉ có thể dùng thị huyết hoàn này sung số. Nhặt được, lừa dối ta không phải là nó. Vậy ta chỉ có bình thị huyết hoàn này. Diệp thần buông tay. Trưởng lão nếu cảm thấy có thể, liền dùng nó chống lại 200 trên lễ giá này đi. Tuổi còn nhỏ, không nghĩ tiến thủ, chỉnh đốn những thứ tà môn lệch đạo, khổng lồ hải một bộ sáng trường bối giáo huấn vãn bối tư thái, chỉ là nói xong, lại là tiểu bình đen rất tự giác nhét vào trong ngực. Thị huyết hoàn độc tính quá mạnh, vẫn nên thả ta ở chỗ này đi, cái hồ lô tử kim kia miễn cũng bán người. Nghe nói như vậy, cho dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi có giật khóe miệng một chút, thầm nghĩ khổng lồ hài lão gian xảo, rõ ràng muốn, lại muốn chỉnh những thứ này vô dụng, không biết thật đúng là cho rằng gã này chịu thiệt thòi lớn đây. Trong lòng tuy rằng thầm móng một câu, nhưng Diệp Thần vẫn là móc ra một ngàn một trăm linh thật. Tử Kim Hồ Lô Quynh Ngươi Cảm ơn trưởng lão, Diệp Thần đem tử Kim Hồ Lô kia nhét vào trong ngực, nhanh nhẹn đi ra vạn bảo cát, sợ khổng lồ biển đổi ý lại cướp đi. Diệp thần sau khi đi, biển khổng lồ lại móc ra cái bình đen nhỏ này. Thị huyết điện thị huyết hoàn, lần này kiếm được rất nhiều, khổng lồ hài cầm bình đen nhỏ cười hắc hắc, trở lại đỉnh núi nhỏ, diệp thần khoanh chân ngồi dưới tảng đá, liền lấy ra cái kia từ kim tiểu hồ lô. Chủy thủ cắt đứt ngón tay, một chút máu tươi nhỏ lên trên, nhất thời đã bị hấp thu, chỉ là... Diệp thần hy vọng trong tử kim tiểu hồ lô ẩn giấu bí thuật, ý cảnh cái gì cũng không có, điều này không khỏi làm cho hắn có chút thất vọng. Một ngàn ba trăm linh thạch, cầm từ kim tiểu hồ lô, diệp thần líu lưỡi một tiếng, nhớ tới hơn một ngàn linh thạch, lại không khỏi có chút đau thịt. vốn còn muốn mua mấy bình linh dịch đây, toàn bộ gia tài đều mang ra mừng người. hô, âm thầm lắc đầu, diệp thần lại đem hồ lô nhỏ nhét vào túi đựng đồ, chỉ là hắn chưa từng phát hiện từ kim tiểu hồ lô kia tại thời khắc bị nhét vào túi đựng đồ hơi không thể tra hiện lên một đạo tử hôn chỉ là diệp thần chưa từng phát giác mà thôi thu từ kim tiểu hồ lô diệp thần liền móc ra ngọc linh cổ quyền kia cẩn thận nghiên cứu dù sao trước kia không có tiếp xúc qua luyện đan lĩnh vực này diệp thần suốt hao phí chín canh giờ đi lặp đi lặp lại lĩnh ngộ thẳng đến này ngọc linh dịch luyện chế pháp môn thối giữa trong lòng hắn mới buông cổ quyền xuống quá trình luyện chế ngọc linh dịch không phải rất dườm già cần hơn 10 loại linh thảo bất quá để cho hắn thở phức lên chính là, những thứ này linh thảo cũng không phải là khó tìm. Giờ phút này, đã hoàng hôn Tây Sơn, Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, vẫn là xoay người nhảy dựng lên, hướng phía sau núi Hàng Nhạc Tông mà đi. Sau núi Hàng Nhạc Tông, tuy rằng mật độ linh khí hơi yếu trong Linh Sơn, nhưng cũng là nơi tốt để thai ngén linh thảo, đệ tử Hàng Nhạc Tông nhiều lần sẽ đến hái linh thảo. Dựa theo Ngọc Linh cổ quyền ghi lại, Diệp Thần xuyên qua trong hoa cỏ rừng rậm thê lương, phàm là nhìn thấy linh thảo cần thiết, đều sẽ thu vào trong túi, một canh giờ hái, linh thảo cần thiết không sai biệt lắm đã tìm đủ rồi. Chỉ thiếu tuyết ngọc lan hoa Đếm kỹ linh thảo hái, Diệp Thần phát hiện, duy nhất thiếu chính là tuyết ngọc lan hoa. Tuyết ngọc lan hoa này không cần mấy loại linh thảo khác, nơi này hẳn là không phải không có chứ, nhỏ giọng lầm bầm, Diệp Thần vẫn là lần thứ hai chui vào trong rừng rậm. Vận khí của hắn vẫn không tệ lắm, rất nhanh liền tìm được một gốc tuyết ngọc lan hoa, loại linh thảo này tính ôn hòa, quanh quần linh khí, toàn thân trắng nõn, giống như tuyết, bắt đầu còn có một loại cảm giác mát mẻ, được một gốc tuyết ngọc lan hoa, nhưng Diệp Thần lại chưa từng rời đi. Lần đầu tiên luyện chế ngọc linh dịch, tỷ lệ thất bại vẫn là rất lớn, hắn cần chuẩn bị thêm vài phần, rất nhanh, gốc tuyết ngọc lan hoa thứ hai đập vào mắt. Vận khí thật sự là không tệ, Diệp Thần cười hắc hắc, chân đạp nham thạch, tung người nhảy lên, phất tay hái đi gốc tuyết ngọc lan hoa kia. Chỉ là vừa mới rơi xuống đất, liền có một đạo thanh âm bất hòa truyền đến. Cốc Tuyết Ngọc Lan hoa kia là ta nhìn thấy trước, thanh âm kia nhẹ nhàng, lại mang theo một chút lạnh lùng. Dứt lời, một bóng dáng xinh đẹp đã từ trong phòng hoa đi ra, phản chiếu ánh trăng, khiến cho nàng đặc biệt trong trẻo, giống như một đóa hoa sen, người này, nhìn kỹ, cũng không phải chính là Tô Tâm Nguyệt của Nhân Dương Phong sao? Lại là ngươi. Thấy là Diệp Thần, sắc mặt Tô Tâm Nguyệt trong nháy mắt âm trầm xuống thậm chí có chút lạnh như băng. Tô sư tỷ, thật là trùng hợp, Diệp thần mỉm cười, cũng là đem tuyết ngọc lan hoa nhét vào trong ngực. Là ta nhìn thấy trước, sao ra? Sư tỷ lời này nói là không đúng, ngươi nhìn thấy trước, nhưng là ta hái được trước. Người Tô tâm nguyệt khí kết, trên gương mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt phủ một tầng hàn xương, đây là lần thứ mấy, nàng đường đường là đệ tử nhập môn đứng đầu dương phong mấy lần bảy lượt ăn quật trong tay một đệ tử thực tập làm cho nàng được an ruột nịnh hót làm sao chịu được tô sư tỷ gặp lại bên này diệp thần đã cất bước muốn tiếp tục tìm kiếm một gốc tuyết ngọc lan hoa tiếp theo linh thảo lưu lại thanh âm lạnh như băng sau đó chuyển đến tô tâm nguyệt ra tay trên ngọc thủ quanh quận bạch quang một trường đánh tới diệp thần nhíu mày bất ngờ xoay người một quyền đánh ra ngoài quyền trưởng đan sen, Tô Tâm Nguyệt rơi vào thế hạ phong, lui về phía sau một bước, nhưng băng xương trên gương mặt lại càng thêm nồng đậm. Tô Sư Tỷ, một gốc linh thảo, cũng cần người đánh nhau lớn như vậy sao, diệp thần thanh âm âm trầm một phần. Cốc linh thảo người ta, người đều là hợp lý khí tráng như vậy sao? Lạnh lùng một tiếng, Tô Tâm Nguyệt lại động, mũi chân điểm xuống đất, thân thể nhẹ nhàng không gì sánh được, trong tay áo đã có linh kiếm bay ra, bị nàng nắm trong tay thanh phong ngâm. Theo tô tâm nguyệt lại một tiếng lạnh lùng, linh kiếm kia rung động, linh quang quanh quần, bị nàng một kiếm điểm ra, đâm thủng không khí, lại có tiếng phong ngâm, thật sự sắc bén vô cùng, thấy thế, sắc mặt diệp thần lạnh xuống. Hắn chưa từng nghĩ tới, tô tâm nguyệt sẽ vận dụng bí pháp huyền thuật, hơn nữa xuất thủ chính là sát chiêu, hắn chắc chắn, nếu không ra tay phòng ngự, nhất định sẽ bị một kiếm xuyên tâm, bắt thấy linh kiếm vang lên mà đến, diệp thần phất tay rút ra thiên khuyết kiếm, cần. Kim Trúc va chạm thanh âm truyền đến, thiên quyết kiếm ong ong mà run, sư thần cũng bị chấn đến lui về phía sau, trọng yếu hơn là tô tâm nguyệt kia chiêu thanh phong ngâm, tuy rằng bị ngăn cản, nhưng lại có phong nhận tứ tán, cắt đứt diệp thần y bào, trong đó có một đạo còn ở trên khuôn mặt hắn vẽ ra vết máu. Sát niệm quá nặng, người khó thành chính quả, một chiêu đắc thủ, tô tâm nguyệt lần thứ hai vung kiếm mà đến, chém ra bán nguyệt phong nhận, cắt qua giữa không trung vì một gốc linh thảo mà hạ sát thủ với đệ tử đồng môn tô sư tỷ là người sát nhiệm trọng hay là ta giết nhiệm trọng diệp thần thật sự nổi giận thật sự cảm nhận được sát khí trong kiếm của nàng rõ ràng hạ sát thủ chính là nàng lại hết lần này tới lần khác bày ra một bộ đạo mạo nghiêm phái tư thái điện quang hỏa thạch trong đó diệp thần một bước bước ra chân khí quán thầu ở trong thiền khuyết hoành kiếm bổ ra cần lại là thanh âm kim loại va chạm hai người bị phản chấn kêu lên đau đớn lui về phía sau diệp thần khi thế đại thắng đã quyết định cho tô tâm nguyệt một giáo huấn chỉ là hắn vừa mới bước ra bên trong nghiêng có một cỗ trưởng phong mạnh mẽ gào thét mà đến nhân nguyên cảnh ánh mắt diệp thần dùng mình trong phút chốc hắn cuống quyết vung quyền nghênh kích chỉ là người âm thầm kia ra tay quá nhanh mà hắn ra tay vội vàng không thể hoàn toàn hội tụ chân khí cho nên công kích bất thình liệt kia đánh hắn lui về phía sau Thật sự là lá gan thật lớn, ngay cả người dương phong của ta cũng dám động. Thanh âm su su như gió mà đến, trong rừng rậm liền có một đạo bạch ảnh hiện lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lấn thân đến trước người Diệp Thần, phát tay lại là một trường bổ nghiêng xuống, thay thế, Diệp Thần cuốn quyết giờ thiên quyết lên ngang trước người. Cần, người ra tay kia, một trưởng đánh lên thiên quyết. Trường lực khủng bố đem Diệp Thần lần thứ hai chấn đến lui về phía sau, còn chưa chờ dừng lại thân hình, trước mặt lại là một trường đánh vào ngực hắn. Hết thảy đến quá nhanh, cho dù là năng lực thực chiến của hắn, cũng phản ứng không kịp, người ra tay là nguyên cảnh hàng thật giá thật, thực lực cường hoành, hơn nữa là đánh lén, làm cho hắn không có đường hoàn thủ. Phóc phóc. Đợi đến khi dừng lại thân hình, Diệp thần một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lào đảo, suýt nữa ngã xuống, Diệp thần lúc này mới thấy rõ bộ dáng người tới. Đó là một thanh niên mặc bạch y đạo bào, được coi là phong độ nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân, biểu hiện khí chất tao nhã, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười làm cho người ta chán ghét. Tề hạo sư huynh, nhìn thấy người tới, tô tâm nguyệt nhất thời lộ ra nụ cười yên nhiên, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ hâm mộ. Tô sư muội, người không sao chứ, thanh niên tên tề hạo kia cười như gió ức, lại vô cùng giả dối. Ta không có việc gì được người trong lòng quan tâm, tô tâm nguyệt cười có chút ngượng ngùng, nhưng đảo mắt nhìn diệp thần thời điểm, trên gò má lại lần thứ hai hiện ra băng xương. Sư Huynh, hắn chính là Diệp Thần. Ồ, nghe vậy, tể hạo trong nháy mắt hứng thú, đùa giỡn nhìn Diệp Thần. Thì ra ngươi chính là đệ tử thực tập mới tới của hàng nhà tông ta. Lấy tu vi nhân nguyên cảnh, dĩ nhiên đánh lén, Diệp Thần cười lạnh, trong lòng không khỏi giấy lên lửa giận đừng tưởng rằng đánh bại phế vật triệu long kia liền thiên hạ vô địch ngươi phải biết trong mắt ta ngươi vẫn yếu như cũ không chịu nổi một kích khóe miệng tề hạo hiện lên một tia cười lạnh nhân dương phong cho mặt ngươi ngươi không biết tiến thủ thật sự là không biết nâng đỡ hôm nay đánh lén thù ngươi nhớ cho ta ta chờ ngươi đến trả thù tề hạo cười ngược đãi dứt lời tề hạo xoay người bước chân phiêu giật đi tới bên cạnh tô tâm nguyệt sau đó tay cầm tuyết ngọc lan hoa, phong độ nhẹ nhàng đưa tới trước người Tô Tâm Nguyệt, cười nói. Tô Dương muội tiễn ngươi. Cảm ơn sư huynh, Tô Tâm Nguyệt lộ ra nụ cười ngượng ngùng, trên gương mặt lại có một tia đỏ ửng hiện lên. Đi rồi, trở về Dương Phong. Ừm, hai người song song rời đi, lưu lại thân hình lẳng cấp diệp thần. Món nợ này, ta nhớ kỹ, ngươi cho lão tử chờ hàn quang trong mắt không ngừng, diệt thần hung hăng lao đi máu tươi khóe miệng, hắn vẫn chưa rời đi, mà là tìm một chỗ bí ẩn âm thầm chữa thương, không đến nửa ngày, lực khôi phục kinh người của hắn, để cho thương thế có thể khôi phục như cũ, tiếp tục tìm kiếm tuyết ngọc lan hoa. Hắn cần tuyết ngọc lan hoa luyện chế ngọc linh dịch, do đó mượn ngọc linh dịch lấp đầy đại dung lượng đan hải, như vậy mới có thể mau chóng đột phá. Đến bình minh, hắn mới đi ra khỏi hậu sơn, gần 10 canh giờ nỗ lực cũng chỉ tìm được chín cốc tuyết ngọc lan hoa nhưng cũng đủ để hắn thử luyện chế ngọc linh dịch lại là ngọn đồi nhỏ đó diệp thần tĩnh tâm ngưng khí sau đó tâm niệm vừa động triệu hoán ra chân hỏa dùng ngự khí chi pháp cống chế hỏa diễm ngưng tụ thành một pho hỏa diễm lâu đình sau đó chính là từng gốc cây linh thảo bất phân trước sau đầu nhập vào chân hỏa bắt đầu khởi động ném vào linh thảo tại chỗ hóa thành cho tàn hỏa thế quá mãnh liệt diệp thần trong lòng thầm nghĩ sau đó vững vàng khống chế chân hỏa hạ thấp hỏa thế lại có hơn 10 gốc cây linh thảo bị ném vào, linh thảo nhanh chóng khô héo xuống, từng giọt chất lỏng các loại bị tinh luyện đi ra, đó là một quá trình chậm chạp. Diệp thần tâm tình trống rỗng, mồ hôi đầm đìa, tinh thần tập trung cao độ, tuy rằng thất bại vài lần, nhưng cũng tìm được bí quyết, theo linh thảo cho tàn trên mặt đất không ngừng gia tăng, hắn đối với hỏa khống chế cũng dần dần trở nên thành thạo, không biết từ khi nào, trên đỉnh núi có mùi thuốc tràn ngập. Ra lò theo diệp thần một tiếng bên trong hỏa diễm đỉnh lô có một đoàn linh dịch bay ra bị hắn dùng bình ngọc tiếp nhận hồ một ngụm trọc khí phun ra diệp thần nắm chặt ba bình ngọc linh dịch tham lam hít vào mùi thuốc nồng đậm tràn ra trong bình vất vả cuối cùng cũng không ổn phí lau mồ hôi nóng người mùi thuốc diệp thần chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi tàn đi rất nhiều chính là không biết dược hiệu như thế nào lẩm bẩm lẩm bẩm một tiếng diệp thần ngửa đầu đem một bình ngọc linh dịch rót vào trong miệng đột nhiên tinh thần diệp thần chấn động. Ngọc Linh dịch nhập thể, tựa như một dòng suối trong veo chảy qua các kinh mạch trên thân thể, xoa dịu sự mệt mỏi của hắn, tẩm bổ lá liệt thận của hắn, Ngọc Linh dịch ẩn chứa tinh lương linh lực, bổ sung chân khí hắn luyện chế linh dịch tiêu hao. Phải không? Diệp thần khẽ hà một tiếng, trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, bởi vì không ngừng phục dụng linh dịch để cho hắn chạm đến ngương khí như trọng bình chướng, một chống tắc khí, diệp thần đem hai bình ngọc linh dịch còn lại, thoáng cái tất cả đều rót vào trong miệng, lần này, kim hỏa nhất trào ra. Từ xa nhìn lại, trên người diệp thần nhiên nhiên kim sắc hỏa diễm, màu đen tóc dài, không gió tự động, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành khổng lồ linh khí vòng xoáy, diệp thần tới người không cự tuyệt, thân thể tựa như động không đáy bình thường giống nhau, kình thôn ngư hút thiên địa linh khí. Dù không biết từ khi nào, âm thanh như vậy truyền đến. Tiến dai, theo diệp thần gầm nhẹ một tiếng, hắn ngưng khí nhất trọng tu vi, nhảy lên ngưng khí tầng 2. Thân thể của hắn cũng xảy ra biến hóa trọng đại, đầu tiên là đan hải mở rộng rất nhiều, chân khí trở nên càng thêm tinh nhuệ, sau đó là kinh mạch cùng xương cốt, trở nên càng trở nên cứng cỏi, hơn nữa đã dính tầng sợi kim sắc. Ngoại trừ những thứ này, Diệp Thần còn phát hiện trên nắm tay của mình ẩn chứa lực lượng dư thừa, hắn tự tin lúc này một quyền đi xuống, đủ để đánh chết một đầu ngưu ngưu. Hô, theo một ngụm khí đục ngầu phun ra, diệp thần cũng chậm rãi mở hai mắt dô dô rất là sảng khoái vạn vợ thân thể có chút cứng ngắc trong cơ thể truyền ra tiếng xương cốt va chạm cảm giác thoải mái không sai diệp thần nhịn không được khen ngợi tự nhiên để cho hắn hưng phấn nhất cũng không phải là những thứ này mà là hắn luyện chế ngọc linh dịch ẩn chứa linh lực cũng không phải tông môn phát ra ngọc linh dịch có thể so sánh chân hỏa cùng địa hỏa luyện chế ngọc linh dịch quả nhiên không phải là một cấp bậc trong lúc nhất thời diệp thần nghĩ đến con đường phát tài có chân hỏa có phương pháp luyện chế ngọc linh dịch giả sử thời gian tốc độ và chất lượng luyện chế ngọc linh dịch nhất định tăng lên nhanh chóng không chỉ có thể lấp đầy đan hải dung lượng lớn dùng để đột phá tu vi càng có thể lấy đi đổi đồ vật hữu dụng hơn xinh xinh đè xuống ngưng phấn trong lòng diệp thần hăng hái mười phần tâm niệm vừa động hắn lần thứ hai triệu hoán chân hỏa ngưng tụ thành đỉnh lô hình dạng từng gốc cây dược thảo lần thứ hai thả vào bởi vì có tiền lệ thành công cho nên hắn đối với hỏa diễm không chế trở nên càng thêm thành thạo mà ngọc linh dịch linh lực cũng theo đó trở nên đặc biệt tinh liệt đến khi màn đêm buông xuống hắn mới đình chỉ luyện chế cũng không phải là hắn nguyện ý dừng lại mà là luyện chế ngọc linh dịch cần dùng hết dược thảo càng chuẩn xác mà nói là bởi vì không có tiết ngọc lan hoa luyện chế ngọc linh dịch cần linh thảo những thứ khác ở phía sau núi không khó tìm được chỉ là tiết ngọc lan hoa này diệp thần nghĩ đến vấn đề hôm qua hắn ở sau núi dạo chơi thật lâu những linh thảo khác ngược lại thu thập không ít nhưng tuyết ngọc lan hoa ở hậu sơn rất khó tìm được hắn cũng chỉ thu thập chín gốc cây mà thôi phải nghĩ biện pháp làm thêm chút tuyết ngọc lan hoa diệp thần sờ sờ cầm, người đầu tiên nghĩ đến chính là vạn bảo các vạn bảo các chân tảng phong phú nghĩ đến làm chút tuyết ngọc lan hoa hẳn là không khó chỉ là linh thạch này diệp thần nhỏ giọng nói thầm còn không quên nhìn vào trong túi đựng đồ của mình, không khỏi ho khan một tiếng. Lúc trước ở vạn bảo các, vì mua cái hồ lưu tử kim kia, hắn tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm, tuy rằng rất muốn làm thêm chút tuyết ngọc lan hoa, nhưng làm sao trong túi ngượng ngùng, làm cho hắn không khỏi gãi tay gãi má. Đi đâu lấy chút tiền đi? Gãi gãi đầu, diệp thần có chút rối rắm mới phát hiện không có linh thạch thật sự là vạn sự khó làm. Diệp thần, ngày mai phong vân đài quyết chiến, đang lúc diệp thần suy tư một đạo thanh âm như vậy truyền lên ngọn núi nhỏ nghe vậy ánh mắt diệp thần sáng người lần này có tìm kiếm được trà sát hai tay diệp thần không khỏi ngửa mặt lên ngọn núi thiên dương bàng bạc bởi vì từ thanh âm hắn có thể nghe ra người hạ khiêu chiến thư chính là vệ dương của thiên dương phong cũng đúng hắn cự tuyệt lời mời của thiên dương phong cũng là đang biến tướng đánh vào mặt thiên dương phong thiên dương phong đầu tiên trung lão đạo tuy rằng không thể so với cát hồng có thủ tất báo nhưng diệp thần hắn dù sao cũng làm cho thiên dương phong mất mặt không giáo huấn diệp thần một chút thiên dương phong nhất định uy nghiêm quét đất bất quá lúc này diệp thần cũng không quan tâm nhiều như vậy trong mắt hắn hiện tại chỉ có tiền có tiền kiếm được hắn không ngại lên bão nữa một đêm không nói gì chớp mắt bình minh trời còn chưa sáng đệ tử ngoại môn phần lớn đều đã chạy ra ngoài đêm qua thiên dương phong vệ dương khiêu chiến đều nghe được đối tượng khiêu chiến chính là diệp thần đệ tử thích xem náo nhiệt sớm đã tụ tập dưới phong vân đài ta nói lần này ngươi đoán diệp thần có thể thắng hay không song vương quyết đấu còn chưa tới dưới đài đã bắt đầu nghị luận sôi nổi ta thấy treo vệ dương chính là lục trọng đỉnh phong so với triệu long chính là cao hơn một tiểu cảnh giới mặc dù chỉ là một tiểu cảnh giới nhưng thực lực này kém lớn rồi ta làm sao cảm giác diệp thần sẽ thắng đây vì cũng ngươi chẳng lẽ đã quên thủ đoạn của vệ dương rồi sao hắn băng chân khí nói đến thủ đoạn của vệ dương đệ tử ở đây đều không khỏi dùng mình một cái nhìn kìa vệ dương tới rồi không biết là ai nói một tiếng ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một phương hướng nơi đó đám người đã rất an ý tránh ra một con đường vệ dương mặc đạo bào màu trắng phong độ nhẹ nhàng mà đến quy vọng của hắn tựa hồ không thấp thế cho nên một đường đều là nghe a lạng nịch nào tới vệ dương tựa như rất hưởng thụ ánh mắt kính sợ bốn phía ánh mắt như vậy làm cho hắn không khỏi phiêu nhiên tuy rằng như thế nhưng hắn vẫn bày ra một bộ dáng giả dối đạm bà xanh lợi trực tiếp đi lên phong vân đài sau đó hai tay ngã sau lưng nghiêm nhiên đứng bập người bốn phương diệp thần cũng tới rồi rất nhanh đệ tử xem cuộc chiến lại nổi lên xôn xao bóng người nhộn nhịp lần thứ hai ăn ý nhường đường diệp thần sải bước tới bước đi vững vàng hữu lực còn khiêng thiên quyết trọng kiếm nặng hơn 200 cân của hắn. Lầm bầm Nhìn thấy thiên hạo trọng kiếm, rất nhiều đệ tử đều không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, còn nhớ rõ mấy ngày trước, triệu long chính là bị thanh kiếm này đập quy trên mặt đất, nếu là đệ tử bình thường, bị một kiếm này đập xuống, nói không chừng liền biến thành một khe. Các vị sư huynh, sớm Khoát khoát tay áo, diệp thần tùy ý chào hỏi một cái, sau đó giải bước đi lên phong vân đài. Mà giờ phút này, vệ dương đứng sừng sững trên phong vân đài cũng mở hai mắt ra diệp thần người lá gan thật lớn ngay cả lời mời của thiên dương phong ta cũng dám cự tuyệt vừa lên vệ dương liền lớn tiếng quát lớn giống như hạ mã uy lại nghĩ là quát trách nghe vậy diệp thần nhướng mày vệ sư huynh lời này của ngươi là không đúng môn quy lại không có quy định ta phải gia nhập thiên dương phong các ngươi có gia nhập ngươi thiên dương phong hay không là lựa chọn của ta chẳng lẽ còn phạm pháp hay không